em lạ lắm, em mà muốn chia tay rồi, tại vì em sẽ không bao giờ để cho bạn nam có quyền được nói lời chia tay với em đâu. Em phải đá người ta, em phải đá người ta, đá người ta. Em có 3 cuộc tình. 3 cuộc tình. Cuộc tình đầu tiên là em quen 3 năm. 3 năm. Lý do em chia tay là vì em xấu và chán rồi nên người ta bỏ em. Đơn giản ngắn gọn ha. Cái lúc hồi đó đúng không? Đơn giản ngắn gọn. Cái lúc hồi đó đúng không? Tự nhiên quen với anh đó 3 năm mà mập lên là sao? Em quen 3 năm mà em lên có 20kg. Trời. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Đó, rồi ngồi lên, ngồi vững cho người ta làm nha, đừng có hại người ta nha. Rồi hai đứa sụm luôn á. Rồi. Được mấy cái nè, thử nè. Hả? Trời ơi. Ôi, trời ơi. Thấy chưa, thấy vui không em? Thấy vui không em? Thấy vui không? Vui không cưng? Trời sao tay lạnh dữ vậy? Sao hai nhỏ không được chơi thú nhúng vậy? Trời ơi. Ghê chưa? Một ngày hết bao nhiêu cái? Em không có hết đất nhiều, em chỉ tập đã thôi. Em thấy cũng không giống em tưởng tượng lắm. Chứ em không tưởng tượng sao nè? Em tưởng tượng là một anh sẽ là to và kiểu ngồi đô. Tao đưa con chuột lên vòng lên coi. Mà em thích vậy hay là không thích vậy? Đó. Dạ. Anh ta anh cũng làm vậy. Làm không? Dạ. Cả quần máy, cả quần máy. Em nhà ở đâu thế? Em ngồi ngồi vậy. Đang điều tra. Chú mang điều tra hay gì ngồi ở nhà ngồi cửa. Em không có phạm tội gì đâu em thề. Em không có phạm tội gì đâu em thề. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ngày hôm nay hai chị em mình xuất sắc sẽ đem về hai cặp. Yeah. Chúng ta sẽ bắt đầu chào đón hai nhân vật nam của ngày hôm nay. Mời hai bạn nam. Trùng quá các bạn ơi. Wow. Và bây giờ bên đàn gái xin mời hai bạn nữ. Wow, quá xinh đẹp luôn. Số này cưng. Từ từ thôi. Wow. Trời ơi. Rồi bây giờ thì Cát Tường xin mời em ngồi ở ghế đỏ. Mời em giới thiệu trước nha. Em tên là gì? Dạ, em xin chào hai vị giám khảo, hai bạn nữ bên cạnh và quý vị khán giả. Em tên là, họ tên là Phạm Hữu Nghĩa. Hiện tại em đang làm công an ở quận Nhất. Công an ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Làm bên ngành nào em? Em bên cơ động chị. Trời ơi, chắc chạy hoài, vòng vòng cơ động mà không có ở yên chỗ cho nên chưa có bạn gái phải không cưng? Dạ đúng rồi. Thương quá, hai năm nay nhiêu tuổi? Năm nay 24 tuổi. Ủa mà nó nghe nè, mấy anh cơ động là chạy ngoài đường phải đen lắm, sao da dẻ em mịn màng trắng trẻo quá vậy cưng? Em cũng đen lắm chị ơi. Nhưng mà da láng lắm, không có mụn. Chắc em kỹ. À chắc em kỹ. Rồi quê mình là ở đâu cưng? Em ở Hậu Giang. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là thích chơi thể thao nè. Ừ. Nấu ăn em tính hơi cọc. Sao nãy giờ thấy mặt dễ thương hiền vậy mà cọc? Nên như ví dụ ngủ mà ai kêu thức cái là bạo liền. Và bây giờ bạn nữ ngồi ghế đỏ bên kia, người ta có chú công an rồi. Bên đây chúng ta có gì nè? Em giới thiệu về mình đi. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới hai vị MC, hai bạn nam và mọi người đang xem chương trình nè. Em tên là Như Quỳnh. Năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi. Em đến từ Lâm Đồng và công việc hiện tại của em là lễ tân tại nha khoa. Điểm mạnh của em thì là em biết nấu ăn. Em từng học nấu ăn 2 năm và có thời gian đi làm trong bếp. Có thời gian làm đầu bếp nữa. Dạ. Và ở nhà thì em có hay làm những cái buổi tiệc nho nhỏ cho tự em nấu không? Dạ có, tại vì ở nhà em thường mọi người sẽ tập trung ở nhà em cho nên là thường sẽ có tiệc thì em sẽ nấu. Em nấu những món gì? Món áo, món Âu thì em cũng... Món áo, món Âu gì hết. Và thực khách đánh giá em như thế nào? Không ai dám chê ha, không ai dám chê ha. Điểm yếu thì là em hơi nóng tính. Cũng lại là nóng tính. Trời ơi, sao giống nhau vậy?
Làm như cái cô này cũng nghe anh bên này nói xong cái cũng nói y chang luôn vậy trời. Rồi bây giờ mỗi lần cọc vậy thì em xả cái cọc đó ra bằng cách nào? Nếu mà là đang trong môi trường làm việc thì em sẽ xin vào phòng vệ sinh và khóc. Hả? Làm gì đó vậy? Phòng vệ sinh làm gì chồng? Khóc. Đừng ngại ngần, hãy khóc đi em. Dạ, giống như là gồng người á. Sao vậy cưng? Tại sao phải vô nhà vệ sinh mới gồng được? Tại vì công việc của em là lễ tân thì em sẽ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. À, cho nên là những cái mặt mà câu có khó chịu là phải giấu đúng không? Cho nên phải vô nhà vệ sinh. Quá thông cảm với em luôn. Hy vọng hôm nay trời ơi, hai em gái tôi dễ thương đẹp hay trai quá, hai em gái dễ thương đẹp gái quá trời luôn nha hai chàng trai. Hai chàng trai cố gắng lên nha. Bây giờ hot boy bên ghế xanh này giới thiệu cho chị Tường nghe coi nè. Dạ em chào chị Quyền Linh. Cái gì chị Quyền Linh? Trời ơi. Còn vậy cũng vỗ tay cái gì mà chào chị Quyền Linh vỗ tay gì? À, em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt và quý vị khán giả đang xem chương trình. Em là Võ Đức Hạnh, hiện tại em 23 tuổi, công việc hiện tại của em là huấn luyện viên thể hình. Thể hình? Dạ. Wow. Em cao mét mấy? Em cao mét 75, dạ, quê em ở Bình Phước. Dạ, hiện tại em làm việc và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Hạnh? Điểm mạnh của em là thiên về sức khỏe hơn. Thì em là một người rất chú trọng vô ngoại hình. Thì em là một người rất thích chơi thể thao và nấu ăn. Điểm yếu của em là hay quên. Hay quên? Dạ. Rồi có nào quên lịch dạy không? Lâu lâu cũng có. Khách nhắc mới nhớ. Hả? Có khi quên thì khách nhắc mới nhớ. Sao không chịu làm sổ tay ghi nhớ hay là ghi vô trong điện thoại? Thường thì thời gian này em hay nói vô điện thoại á. Nên cũng không có hay quên. Nói cho điện thoại mà lại quên coi điện thoại đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ này cô gái trong chiếc đầm trắng ngồi ghế màu xanh, em giới thiệu về mình đi, trời nụ cười tươi tắn quá. Dạ em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Kim Tuyền, em sinh năm 98. Em công việc hiện tại đang là thẩm mỹ viện. Em có một cái cửa hàng nho nhỏ của mình. Quê em ở Đồng Nai anh. Ở Đồng Nai. Hiện tại công việc của em cũng ở dưới đó. Thế mạnh thế yếu em là gì nè? Thế mạnh của em là em nấu ngon, nấu ăn ngon, nấu ăn rất ngon. Nấu ăn rất ngon, tại sao tự tin điều đó vậy? Dạ tại vì những người mà được em nấu cho ăn á toàn lên ký không à. Từ ba má anh chị em cho đến người yêu cũ của em á. Thực đơn em là gì vậy? Em ở bên kia là tập gym á. Em nuôi bên... tốt lắm. Bên đây bạn trai người nào cũng tập gym, người nào cũng là tướng săn chắc để người ta hành nghề đó em. Em cho người ta ăn quá làm sao ta đi làm việc nổi. Em đâu biết gì đâu thì em nấu ăn thôi à. Ăn thôi à. Trời ơi trời, một cú thả thính rất là nhẹ nhàng á. Ngoài nấu ăn ra thì em còn có tính hài hước. Hài hước nữa? Dạ, điểm yếu của em là tính khí của em nó hơi bay bổng một xíu. Tính khí? Tính đa khí sầu, đa cảm á anh. Sáng nắng chiều mưa tối sấm chớp. Thấy sáng nắng chiều mưa tối sấm chớp nhắm chiều nổi không? Có không? Chịu nổi không? Phải không mà, chú mệt Quang, mà. Chú Quang thấy sao chú Quang? Sấm chớp này không biết có lớn hay nó nhỏ này nữa. Trời ơi, đã sấm chớp sao mà nhỏ được em. Sấm chớp là rầm rầm luôn đó. Không, đôi khi phụ nữ thú vị vậy đó. Đừng có làm quá người ta ngợp nè. Nhưng mà thấy nó có duyên dễ thương rồi đó. Bây giờ vô tình trường nha. Rồi, bây giờ bạn trai ghế đỏ nè. Em hai mối tình. Bao lâu? Đầu thì em quen 4 năm. 4 năm? Em đi làm yếu tố công việc của em á, ít gặp mặt. Lâu ngày thì nó tình cảm nó rạn nứt hai bên. Kiểu như em đi hoài, không có đi chơi, không có chăm nom cho bạn được á, phải không? Dạ đúng rồi. Mà lúc đó cũng còn nhỏ đúng không? Dạ đúng. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì em quen nhanh rồi chị, khoảng 1 năm. Cũng đi chơi nhưng mà cũng ít. Bạn ấy làm nghề gì? Cô giáo. Cô giáo? Ủa vậy thế cũng hợp mà. Thì cũng là cũng... làm nhà nước rồi thấy cũng hợp mà. Cũng giờ giấc nó ổn định mà. Rồi không ai nói chia tay trước? Trong im lặng chưa? Em nghĩ thông cảm chia sẻ cho nhau được thì sẽ được lâu dài hơn. Nhưng mà chị nghĩ chắc là em cũng chưa có cái sự nhiệt tâm, chưa có cái quyết liệt trong tình yêu. Dạ. Mình muốn lấy vợ, muốn có một cái mối tình yêu mà cho nó cuồng nhiệt vô. Yêu là phải nồng thấm vô nó mới đã. Dạ. Thì mình phải dành thời gian. Nếu rồi mình phải yêu giống như là dí cướp vậy đó. Bắt chụp liền, hốt liền tay. Nhớ nha. Rồi bây giờ muốn mẫu người bạn gái như thế nào nè? Hồi lâu rồi chắc ảnh điều tra người ta nhiều quá hôm nay mình hỏi lại hỏi cái ảnh bị khớp quá. Giờ ta hỏi không có ổn chân rồi là kỳ chơi. Vậy cái mẫu người yêu của mình là gì? Tóc dài. Tóc dài có vàng luôn. Đừng thấp quá. Bây giờ em cao mét mấy?
Em cao 1m72. 1m72 thì cỡ 1m55, 1m6 là được rồi. Dạ đúng rồi, hiểu chuyện. Ừ. Nấu ăn được. Trời ơi, bên đây hai cô luôn. Nấu ăn. Ưa nhìn dễ thương. Ưa nhìn dễ thương. Dễ thương một xíu rồi. Bên đây dư nha, bên đây dư luôn, rồi. Dư thừa luôn á. Ok. Em phải nói chuyện tình em đi nè. Hồi đó đi học, kia cũng có thích bạn kia. Cái mẹ biết á, cái mẹ la, cái nghe lời mẹ tới giờ. Trời ơi. Qua wow, vậy ngày hôm nay tới cái chương trình này có nói cho má nghe không vậy? Dạ không. Trời đất ơi, rồi hôm nay rồi. Rồi hai anh bắt chị làm mai cho em được người rồi về má la nữa rồi sao? Má la hai tôi luôn rồi sao? Dạ không có đâu. Má cho chưa? Nếu mà má cho có bồ chưa? Dạ trả rồi chứ. Trả rồi. Nhưng mà em không có năng lực đó cho nên phải nhờ tới hai anh chị rồi. Ồ, không có năng lực. Trời dễ thương nhưng mà không có năng lực. Thôi bây giờ muốn kiếm một người bạn trai như thế nào nè? Em cũng muốn là kiếm được một người bạn trai có thể nhường nhịn em cái lúc mà em nóng tính. Có thể là lúc đó em sai nhưng mà ảnh cứ nhịn em đi. Xong rồi qua cái cơn của em rồi thì em sẽ nói lại, em nhận lỗi lại thôi ạ. Thì nếu mà ảnh nhịn được tính em thì là mình hợp nhau rồi. Trời ơi. Trời nãy giờ nó chỉ như được một con em mèo hợp con. Nhau nha cưng, còn không nhường nhịn được là coi như không có hợp. Em không biết đây là một con mèo con hay là một con hổ con này nữa. Nãy giờ nó chỉ mèo. Ngoại hình thì cao trên 1m7. Còn tính cách thì giống như là cũng đừng có trầm tính quá, là một người biết lắng nghe, biết đối nhân xử thế với mọi người. Bây giờ tới đây, giờ tới anh tập gym. Rồi bây giờ tình trường em sao nè? Trường em nói chung ngắn lắm thiệt. Ngắn lắm hả? Dạ, một người quen khoảng 3 tháng. À, quen trong lúc em change khách thì bạn đó cũng là người khách luôn. À. Thì cái thời điểm mà bắt đầu vô trong dịch thì vừa không có tập, cái bạn đó cũng không có ra được ngoài luôn. Cô cũng không gặp nhau được nhiều á, cái bắt đầu em cũng ít quan tâm á. Sao kỳ vậy, tại sao em ít quan tâm người ta? Tán lại dịch ở nhà thì phải nhớ nhau, em càng phải quan tâm nhiều chứ, tại sao lại ít quan tâm? Cứ nhắn tin vậy mà không gặp mặt nhau thì nó cũng là cái gì đó thiệt thòi á. Em tới nhà luôn. Có tới nhà luôn. Dạ, nhưng mà cũng thấy mình nó cũng khó chịu. Đúng rồi, trong mùa dịch đi em tới nhà sợ em F0 thì sao? Khó chịu là khó chịu làm sao, chị chưa hiểu. Kiểu bạn nó kêu là đừng có tới, ba mẹ nó không có thích. Xong là chia tay. Dạ. Rồi mối thứ hai. Mối thứ hai là quen online. Là cái thời điểm mà dịch đó, em cũng có hay tập nhưng mà vẫn có chưa có cơ hội gặp. Ừ. Cuối cùng không gặp nhau ngoài đời được 5 tháng mà thì hết dịch rồi có gặp nhau không? Cái thời điểm đó em cũng không có chủ động nhiều á. Thằng đó thì cũng làm công việc cũng thiên cũng bận rộn nhưng mà cũng dành thời gian được nhiều cho em. Nhưng sau này hiểu em hiểu ra là mình cần phải thay đổi nhiều hơn á. Quan tâm nhiều hơn. Nhưng mà ý em thích tình yêu sao? Tình yêu là em thích là phải gặp mặt, phải này kia. Đúng rồi. Chứ còn mà không gặp là em không chịu. Đúng rồi, tại vì khi mà gặp mặt sẽ có nhiều cái để nói chuyện hơn. Nhưng mà rồi cái tình thế bắt buộc. Đúng rồi, cái thật cái ảo nó khác nhau, một đằng một nẻo mà. Bây giờ lần sau tôi thấy hai ông này là có một cái giống nhau nè, là không có quan tâm tới bạn gái của mình nhiều. Đúng không? Trời ơi, tuổi trẻ gì yêu gì mà chán vậy? Yêu cho nó nhiệt quyết lên. Trời ơi, tình yêu người ta phải nóng bỏng, người ta phải đúng cái rồi mà... tình yêu phải như là cục đạ, cục tạ chứ. Tình yêu phải như cục tạ, mình phải nâng lên nâng xuống, mình ôm vào lòng ngực mình đẩy lên đẩy xuống. Dám yêu dám nghĩ dám làm, nó nồng nhiệt lên. Con gái ai cũng thích là được chàng trai bùm ga lăng lịch thiệp, nhường nhịn mình, yêu thương mình, săn đón mình nghe. Chứ còn mà nếu mình cờ lơ là lơ luôn à. Rút kinh nghiệm nha. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thứ nhất là nhanh nhẹn, cái thứ hai ngoại hình dễ nhìn lại được. Đây nè, cô gái này nè, vui vẻ hoạt bát nè, kể chuyện tình yêu đi. À, chuyện tình yêu của em viết tiểu thuyết luôn cũng được nữa anh. À, bao nhiêu trang à? Nhưng mà thôi thì em kể ngắn gọn xúc tích. Ngắn gọn xúc tích nhưng cuốn truyện tranh thôi. Dạ, em có 3 cuộc tình. 3 cuộc tình. Cuộc tình đầu tiên là em quen 3 năm. 3 năm. À, lý do em chia tay là vì em xấu và chán rồi nên người ta bỏ em. Đơn giản ngắn gọn ha. Cái lúc hồi đó đúng không? Đơn giản ngắn gọn đúng không? Em như vậy nè, tính em lạ lắm. Em mà muốn chia tay rồi, tại vì em sẽ không bao giờ để cho bạn nam có quyền được nói lời chia tay với em đâu. Em phải đá người ta. Em phải đá người ta. Đá người ta. Cho nên là trước khi em đá người ta là em chuẩn bị lên kế hoạch hết rồi. Em chuẩn bị lên kế hoạch hết rồi. Kế hoạch như thế nào? Mình phải đẹp lên, mình đá người ta nó mới sốc chứ. Phải đẹp lên, mình đá người ta nó mới sốc chứ. À. Đó chính là một chiến lược
em giảm cân bắt đầu. Mà em quen người ta thì là em có 50kg thôi à. Em cao 1m68 à. Thì dáng em nói chung là cũng ok. Sao tự nhiên quen với anh đó 3 năm mà mập lên là sao? Em quen 3 năm mà em lên có 20kg. Trời. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Trời ơi, thôi anh bỏ em cũng đúng rồi em ơi. Trời ơi, con gái gì mà để một hơi lên 20kg dữ vậy trời. Gì dữ vậy? 20kg đó lên trong lòng bao nhiêu lâu? Dạ là nó kéo dài dai dẳng là hơn 2 năm mấy thì. Nhưng mà nó có lên. Cái nguyên nhân gì mà em lên dữ vậy? Em bị stress đó chị. Tại stress vì, cái chuyện gì? Quen ảnh nhưng mà gia đình không thích. Với lại kiểu bị áp lực nhiều phía. Có một khoảng thời gian em quen ảnh thì em cắt đứt liên lạc với gia đình luôn. Cái em buồn quá, em ăn quá em lên ký. Em đi làm về trễ chị. Xong đêm. Rồi cái ăn đêm. Ban ngày thì không ăn nhưng mà ăn đêm cho nên là mới bị mập lên rất là nhiều. Rồi cuối cùng bỏ anh đó đi rồi. Mới cùng là bỏ được. Rồi mối tình đầu tiên. Chôn vùi nó đi. Chôn vùi nó đi. Chôn vùi chung với mấy ký mỡ nó đi. Ừ chôn vùi đi. Bây giờ bươi cái mối tình thứ hai lên. Coi nhẹ lên nè. Thứ hai thì cũng không có nồng nàn gì lắm. Nhưng mà cũng quen tìm hiểu nhau được 6 tháng. Mới đầu thì cảm giác là thấy chung nhịp, nhưng về sau thì em cảm giác là thấy không có chung nhịp nữa, cho nên là em cũng kiểu lơ không có gì. Mà lúc này ốm lại chưa? Lúc đó em đẹp lắm chị, em đẹp lắm hả? Em đẹp nhưng mà cấp độ đẹp đó vẫn chưa như bây giờ. À bây giờ đẹp hơn đúng không? Bây giờ xinh hơn. Em vẫn cảm thấy là giờ em xinh hơn. Tự tin luôn. Wow. Rồi cuộc tình thứ ba sao nè? Cuộc tình thứ ba là em quen được 7 ngày. Wow. Trời ơi, 7 ngày ba cũng tính mối tình luôn đó, 7 ngày đó. Rồi. Dạ không, tại vì chẳng qua là lỡ người ta tỏ tình mình đồng ý nên mình phải tính. À. Mình tính nhưng mà quen có 7 ngày mà em cao lên thêm được từ 1m7 mà lên thành 2m mấy luôn á. Trời ơi. Gì vậy? Chừng em nó mọc lên đó chị. Bị bạn trai cho cắm sừng giúp chân mà nó mọc ở khúc nào. Nhưng mà mới quen có 7 ngày mà sao mà sừng. Mới quen có 7 ngày hơn ra luôn phát hiện ra mấy cặp sừng luôn. Mấy cặp sừng là cái anh quen một lần mấy người luôn. Dạ, trời ơi, nó ly kỳ lắm. Và một ngày đẹp trời rằng là anh báo với em rằng cái ngày đó là anh đi công tác. Anh kêu rằng là anh sẽ họp hành đồ này kia nhiều, cho nên là sẽ không có liên lạc được với em. Hay là anh có lơ là em thì em thông cảm đồ này nọ. Nhưng mà thực chất thì đến ngày đó thì anh không có đi công tác gì hết á. Chào, anh bắt gặp ở quán cà phê đang ngồi chung với rất nhiều em xinh đẹp khác. Rất nhiều em, nhiều khi bạn bè người ta thôi. Chứ nếu mà bồ là một em thôi này nhiều. Chưa khúc sau nó gay cấn hơn chị. Khúc nào? Em kể cho chị nghe. Chị kể đi, chị nôn quá à. Thiệt học ghê á. Nhưng cũng có tiểu thuyết. Một lúc sau thì mình đi ra thì ổng đi ra thì lại có xe của ổng tới rước. Thì trên xe có một người khác, nhưng mà có một người phụ nữ khá là trẻ và xinh mà đang bế một đứa bé nữa. Thì ảnh lên xe thì ảnh mở cửa ra thì ôm đứa bé đó. Thì em hình dung ra được một câu chuyện rằng là người đàn ông này đã có gia đình rồi mà còn quen em. Khi mà em quay trở lại vô thì em hỏi những cái bé mà đang ngồi cái quán cà phê ngồi lúc nãy á. Có một cái bé ngồi rất là sát ảnh, kiểu rất là thân. Là mình cảm giác là mình thấy lấn cấn rồi mình vô mình hỏi nên em với ảnh là mối quan hệ sao. Thì có một bé kêu là hai em thì chỉ là bạn thôi, còn cái này là đang quen ảnh, em là bạn gái của ảnh. Mình nghe là mình thấy mình cũng sốc rồi. Thì lúc sau em đi vô trong quán cà phê, vô cái chỗ lại cái vị trí của em ngồi. Thì khoảng tầm 10-15 phút sau gì đó thì có một bé lễ tân thì đi ra ghi cho em một cái tờ giấy đưa trong tay bàn tay của em. Thì bảo rằng là chị ơi vô toilet đi, em có chuyện muốn nói với chị. Em đi vô theo. Bé hỏi em kêu là em thấy chị khá là tức giận. Chị với anh chàng đó là sao? Cái mình cũng kiểu là chị là bạn gái của anh đó, có gì không em? Bé quay qua kêu rằng là chị và ảnh quen nhau lâu chưa? Mình cũng trả lời đâu sợ đâu, bé nhỏ hơn mình mà, lỡ mà nó có quýnh mình thì mình quýnh lại thôi. Trời ơi ghê quá. Chuyện thành tiểu thuyết rồi mấy em ráng nghe tiểu thuyết rồi. Trời ơi xinh sắc quá. Quá trời quá đất. Cái bé đó mới trả lời rồi kêu là như vậy. Thì em mới kêu rằng là rồi em muốn nói gì với chị thì em cứ nói đi. Chị đừng có quen với anh đó, ảnh nó lừa chị á. Hiện tại em đang quen ảnh. Cái em mới quay qua kêu là ủa là sao? Mà bé ngoài bàn ngoài kia cũng là bạn gái rồi, em cũng là bạn gái rồi, cái người trong xe là có khả năng là vợ hay là người yêu hay là cái gì đó của ảnh. Rồi em lại nữa rồi, em nói vậy là sao chị không hiểu? Ổng đi lừa nhiều người lắm. Kêu là ủa rồi em dứt ra khỏi cái mối quan hệ đó chưa? Kêu chưa, vẫn còn nằm trong đó. Rồi bây giờ em dứt ra khỏi mối quan hệ đó chưa? Dứt liền. Dứt liền vậy được rồi. Sao vậy? Không nha, em không có nha. Rồi bây giờ mẫu bạn trai muốn kiếm sao nè, hai anh bên đây không có vậy đâu. Hai anh bên này đàng hoàng lắm, không có mà cho em mọc sừng đâu, em đừng lo. Không đâu, giờ thử cho em mọc sừng đi là tới công chuyện với em luôn. Tới công chuyện luôn hả? Mẫu người của em thì chững chạc. Hầu như là những người em quen đều lớn hơn em, tuổi lớn hơn em. Lớn hơn mới cho em mọc 8 cái sừng đó. Nhỏ nhỏ nó mới thương em, nó mới chơi với em, nó cùng trang lứa.
mở cửa trái tim mới biết nó được. Nó khác liền ha. Chưa. Em đi theo ai vậy cưng, em gái? Em đi theo chị Tuyền. Dạ, hai anh trên này nè, em nhận xét cho chị cho nó cụ thể cho bên kia bạn em nghe coi. Dạ, theo em thì không có anh nào phù hợp hết. Không anh nào phù hợp hết. Trời, trời thẳng quá vậy. Sao vậy em? Em thẳng quá vậy em. Dạ, tại thì chị Tuyền là một người kiểu chững chạc lắm. Tính cách cũng trưởng thành nữa. Thì lâu lâu cũng có chút nhõng nhẽo nhưng mà hai anh bên này không ai chịu được chị đó đâu. Cho nên là không ai chịu được. Không anh nào hợp hết. Dạ. Trời ơi, hèn gì bây giờ chị Tuyền em cô đơn hoài. Và dắt em theo nữa đó. Xem bàn rau quá vậy. Bắt bà này ở nhà, nhốt vô nhà cho tôi nha. Tại vì sáng nắng chiều mưa tối sấm chớp như chị Tuyền em còn chịu không được nữa, nói gì là mấy anh đó. À, là em lo cho hai anh này phải không? Dạ đúng rồi. À, ta nói vậy mình không. Cũng hoang mang quá Tường. Hoang mang quá thôi, để bây giờ cho gặp mặt người ta đi tự đi chứ bây giờ cũng mà mình nghe mình cũng hoang mang nữa. Mở cửa trái tim. Đẹp trai đẹp gái không à? Wow. Hỏi được gặp mặt nhau trực tiếp. Trai đẹp gái không hà. Rồi bây giờ tôi hỏi nè, mở cửa trái tim ra, cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào khi thấy hai cô gái của chương trình? Hai cô gái xinh đẹp. Bên này em thấy sao? Thấy rung. Hả? Thấy rung. Gì vậy gì vậy? Đừng chơi đừng xỉu chứ đôi cái áp em. Thấy gì? Thấy sao thấy rung? Thấy rung. Thấy sáng. Sáng. Xinh sáng. Sắc. Xinh sáng. Xinh sáng. Ghê không? Sáng sắc và xinh sáng. Rồi em gái ghế xanh. Em thấy bỡ ngỡ. Nó không như những gì em tưởng tượng cho lắm. Em tưởng tượng sao? Tại vì trước giờ em chưa có quan điểm là em sẽ quen gặp được người đẹp trai. Chứ em quen sao? Nay tự nhiên gặp trai đẹp, cái tự nhiên thấy nó là lạ. Tự nhiên gặp trai đẹp, cái tự nhiên thấy nó là lạ. Wow. Em nói khác cái làm chị hồi hộp dễ sợ luôn trời ơi. Nhỏ, ra biểu diễn hít đất cho chị coi cái nhỏ. Biểu diễn sức mạnh cho mấy em coi coi. Nhanh lên. Cởi áo của em à, người đàn ông của gia đình nè. Rồi em có mệt mỏi em xỉu người ta, người ta sẽ nâng đỡ em, ta ấm em chạy vu luôn nè. Trời ơi. Ghê chưa? Một ngày em hết bao nhiêu cái? Em không có hết rất nhiều, em chỉ tập tạ thôi. Em chỉ tập tạ thôi hả? Bây giờ em vừa hết vừa hát được không? Có cần phải làm vậy không? Mình phải thể hiện mình chứ. Rồi, thử luôn nè. Hát bài gì đi cha. Hát bài gì? Từ từ đi. Hát bài gì? Hồi đó tôi nhớ có một anh tham gia chương trình mà hít đất mà tôi cho bạn gái ngồi lên lưng luôn á. Trời ơi, nó mạnh lắm. Thì làm cái đó đi chị chứ hát không được. Làm cái đó đi chị chứ hát không được. Mời em, chơi luôn em. Em à. Chơi luôn em à. Trai đẹp, khỏe mạnh. Cảm giác này đã lắm em ơi, vui lắm. Xuống đi. Chị Tường Thị Phạm nhỏ nó sụm, hiểu không? Cưng được. Ok. Đó, rồi ngồi lên, ngồi vững cho người ta làm nha. Đừng có hại người ta nha. Rồi hai đứa sụm luôn á. Rồi. Được mấy cái nè, thử nè. Trời ơi. Ôi, trời ơi. Thấy chưa, thấy vui không em? Thấy vui không em? Thấy vui không? Vui không cưng? Trời sao tay lạnh dữ vậy? Sao hoang mang? Nhỏ không được chơi thương nhúng vậy. Khỏe không cưng? Thà là vậy đi còn hơn là hát hả? Dạ đúng. Chưa, cảm giác của cô nữ tiếp tân này nãy giờ chưa nói nè, em thấy sao? Em thấy cũng không giống em tưởng tượng lắm. Chứ em tưởng tượng là sao nè? Em tưởng tượng là một anh sẽ là to và kiểu ngồi đô. Chứ mà cởi áo ra là đô lắm, mày cởi ra chị coi coi. Trời ơi, có xăm mình xăm mẩy gì không đây? Không à. Đó. Trời ơi. Rồi. Đô nè, tại vì nó che lại đó. Vô đúng có form tưởng tượng chưa? Đúng chưa? Vậy đúng không? Tao đưa con chuột lên vòng lên coi. Đó, thấy đô chưa? Đúng chưa? Ý em tưởng tượng vậy phải không? Dạ. Mà em thích vậy hay là không thích vậy? Đó. Bự lắm á. Rồi giờ bạn này có gì biểu diễn cho tôi coi. Bây giờ mình hát đi nè. Bị đã hỏng. Thôi giờ tặng quà đi chứ giờ sao giờ? Dạ gì? Tặng cho người ta cái gì vậy? Tặng kẹp tóc. Tặng kẹp tóc rồi. Rồi kẹp tóc mà con cái thằng thỏ gì. Cài lên quá, cài lên vui. Người ta tặng mình phải cài mà. Lên. Đó. Đó. Trời đất ơi là trời. Dễ thương đó. Quá trời luôn. Rồi giờ Cưng có trời. Tặng không? Tặng đi. Em mua bông hoa mới tặng trai. Thì em thích ai em tặng người đó. Em để sau
một lúc em mới sao một, em tặng. À, một lúc nữa đúng không? Một lúc nữa. Rồi, em có tặng quà không? Dạ, tặng có. Đi cưng. Cho em nói cái này một xíu. Tại vì lúc đầu á là em có tự làm bánh. Nhưng mà tại vì sáng nay em đi làm á, cái phải tới đây quay gấp quá cái em quên, nên cái này là em mua. Trời ơi, tưởng đâu em nhưng mà làm. Cái này là bánh em thích á, em mua giỏi em thích cho nên là cái này sẽ ngon. À dạ, dạ, chị tưởng đâu em làm đồ chứ giờ em mua thôi kệ, người ta cũng có công mua, tạo cái tâm mua quà. Bánh đó bánh cổ thích đó. Rồi, nếu mà vậy thì bây giờ chị Tường sẽ ra chủ đề nha. Hồi nãy em kể câu chuyện tiểu thuyết của em bên đây, hai anh nghe chăm chú dữ lắm. Bây giờ mình sẽ kể cái chủ đề là mọi người sẽ chia sẻ suy nghĩ ra làm sao để biết được đối phương của mình bị, đối phương của mình đang cấm sừng mình. Thì em nghĩ là mình nhắn tin người ta là người ta bận suốt hàng ngày, ví dụ như hàng ngày mình gọi video call 3-4 cuộc nhưng mà tới khi cấm sừng là không cuộc nào. Như là ngắt liên lạc hết. Ngắt liên lạc. Bây giờ theo như em, bây giờ hai bạn các em đều là những người trẻ hết đúng không? Dạ. Có còn xin tiền cha mẹ không? Không. Là tự lập. Dạ. Rồi thí dụ giờ mình có bạn gái thì mình đi chơi đó, ăn uống du lịch đi chơi, ai là người trả tiền? Em. Em. Dạ. Em có bắt bạn gái chia không? Không chị, tại vì nếu mà lo cho người ta thì mình sẽ chủ động mua những cái việc đó hơn. Nếu bây giờ nó thích mua cái gì thì em sẽ cố gắng, hoặc là em sẽ tự hiểu mua cho bạn. Rủ mình không có đủ tiền sao? Em nghĩ bạn gái thằng xinh trong cái đủ tầm của em không? À, đó. Cái người quen yêu thương mình là phải biết cái tầm mình mua được cái gì. Rồi. Là như em không có tiếc, nghe là trong khả năng em lại mua luôn. Dạ. Nhưng mà người ta không sẽ hiểu được cái tấm lòng của mình thôi. Còn em nghĩ sao? Em nghĩ thì nếu mà yêu thương nhau thật lòng thì em trả tiền, nhưng mà em hết thì em xin. Em xin, trời ơi, nghe em dễ thương ai? Quá. Hai. Mà. Hai. Mà em xin ai? Xin người yêu chính thẳng xin luôn. Xin người yêu. À. Dễ thương không? Em trả tiền nhưng mà khi nào em hết thì em xin. Cứ rồi. Mình cứ thật thà với nhau là dễ sống. Xin sao? Ví dụ như xin bạn gái xin sao nè? Em ơi, anh hết tiền đi ăn rồi em trả nha. Rồi em trả. À, là kêu em trả chứ không phải xin là em ơi anh hết tiền cho anh tiền là không phải phải không? Em ơi, em ghế đỏ, ví dụ như bạn trai mình xin mình vậy thì em nghĩ như thế nào? Dạ không sao ạ, em có thể trả tiền. Giống như là thì hôm nay anh trả thì hôm sau em trả. Nhưng mà lâu lâu anh xin lần thôi ha, anh xin hoài cũng hơi kỳ ha. Xin hoài em đánh á. Xin hoài em đánh hả? À. Rồi thôi bây giờ nè, hai bạn, mấy các bạn tự hỏi nhau đi. Ôi nhưng mà em hỏi anh ghế áo xanh á. Kêu bằng chị đi cơ. Hỏi á. Em có bằng lái chưa vậy? Ok. Em chưa. Em có bằng lái chưa? Em chưa. Ủa bằng lái xe Honda em có chưa? Dạ. Bằng lái xe Honda? À có rồi. Em mới đi xe máy em à? Em hỏi chị đi, vậy chị có xe gì? Em có thể bóc đầu được chứ? Thì nó có thể. Có thể luôn. Sợ lắm, không ngồi đâu. Không ngồi thì mình nằm như nãy vậy đó. Phái trò chơi thú nhung rồi. Có gì nữa tiếp đi cơ. Những bạn hoàng bớt hả? Hỏi hai bạn là có thích người con trai kiểu quá cơ bắp hay không? Tại vì mục tiêu của mình cũng hướng tới là vạm vỡ hơn body bây giờ. À muốn hơn như vậy nữa hả? Dạ. Nhưng mà cái gu của em nó kiểu nó thiên về hơi kiểu vừa vặn thôi chứ không phải cơ hết á. Em bị sợ. Dạ em thì đẹp là được à, đẹp là được à, đẹp là được à. Đẹp là được, hồi nãy chị nghe em nói lúc mở ra em nói là em thích vậy mà phải không? À. Em tưởng tượng là bự hoài, cuối cùng không bự, bây giờ cởi ra thấy bự là em thích mà phải không? Phải liền. Phải không? Em cũng sợ mà, sợ có kiềm sợ chế không nổi đúng không? Có cần dắt vô toilet không? Có cần dắt đi gồng nội công không nè? Lỡ mà giờ em nói thích cái ba mẹ nhà coi, ba mẹ lay. Trời ơi, vậy là thích rồi đó. Hỏi là nếu mà hai bạn quen nhau có bắt buộc bạn nam dành thời gian cho mình không? Hơi nhiều á. Hơi nhiều. Dạ. Em muốn là cho em cái không gian riêng của em, sau đó thì ví dụ hai đứa có cùng thời gian rảnh thì mình hẹn gặp nhau nói chuyện nhiều hơn thôi, chứ cũng không cần nhắn tin gọi điện nhiều. Em thì em không cần mấy cái đó, em cần hành động thôi. Cái cách của con trai sẽ quan tâm đến người con gái mà mình thương là họ sẽ dùng hành động thực để thực hành cái điều đó, chứ không phải rằng là chỉ rằng là gọi điện thoại suốt ngày hỏi là em ăn sáng chưa, em ăn chưa chưa, em tắm chưa, em về chưa, em ngủ chưa. Những cái từ chưa 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 đó là rằng là một ngày nào đó em cũng sẽ trả lời là chưa. Giờ cho các bạn thử cảm xúc đi. Thấy qua đây cơ, qua đây này, nó ngoan lắm, biểu làm gì nó làm. Biểu nhiều gì nhiệt tình. Đứng lên em gái, từng bạn, mấy bạn nam bữa nay lời lắm nha, chị Tường sẽ cho các bạn nắm tay từng bạn gái một.
để cảm nhận coi là có hợp gu với mình không. Các em gái thì kiểm tra coi có mình có thích không, nó có điện chạy qua không, tại phụ nữ mình nhạy lắm. Anh hơi lạnh nha. Nắm tay rồi có nói gì với nhau không? Lạnh nha. Dạ. Nhưng mà tay em ấm là được. Ok. Nếu muốn anh cho chương trình thấy thế nào? Thế không hay mời em. Anh cần tham gia để tìm hiểu thêm và xem thử mình đang cần cái gì. Dạ. Nghe gì không Đạt? Không, tao cũng không nghe gì đi. Hai đứa đang đếm số á. 1, 2, 3, 4. Rồi qua bên kia. Rồi đây. Xin chị khoanh tay. Xin chị. Xin chị. Xin chị nắm tay chị. Xin đi. Em xin đi. Khoanh tay vô, ngoan. Khoanh tay vô. Dạ. Chị thường kêu em nắm tay cảm nhận. Tay em hơi lạnh nha. Tay chị cũng lạnh mắt nha. Dạ, cũng. Rồi. Vậy chỗ đó đi cầu cứu, mình nhìn qua đây chi? Nói gì mà xin chị đi. Em đâu, chị đâu có ăn thịt em đâu. Ừ. Thôi, được rồi, okay. Mình bắt tay nhau một xíu ha. Về đi em. Đổi kép. Đừng có làm mất mặt đàn ông nha. Nè, bây giờ mới... Mạnh mẽ lên cho chị. Mạnh mẽ lên nè. Mạnh mẽ lên. Ừ. Rồi. Dạ. Anh ta anh cũng làm vậy. Bạn không? Dạ. Áo quần mai, áo quần mai. Em nhà ở đâu thế? Em ngồi ngồi vậy? Đang điều tra. Chú mang điều tra hay gì ngồi nhà ngồi cửa. Em không có phạm tội gì đâu, em thề. Em không có phạm tội gì đâu, em thề. Anh cũng không có bắt em đâu. Nhìn gì thì cảm đó. Ơn người ta. Anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em. Rồi qua hỏi thăm hộ khẩu của người bạn của anh kia. Em ở Đồng Nai hả? Dạ em ở Đồng Nai. Nhìn cổ đi chứ nhìn đâu vậy? Quanh vì sao vậy? Anh đâu vì sao đây em? Sao mà anh cứ ngoay qua đây còn cô cũng ngoay qua này. Cầm rồi bá bung rồi đó. Sang trắng. Sao thế? Sao sang trắng rồi? Đi xa quá hả? À không, bình thường, cái này là bình thường, em đi được. Dạ, tưởng đi xa quá mệt chứ. Không sao. Dạ. Vậy rồi anh có hỏi gì em không? Dạ anh cũng không biết hỏi sao. À không hỏi gì, thôi anh về chỗ đi. Dạ, rồi, cái tay anh. Kèo kỳ quá. Thôi. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chắc chắn là cũng sẽ cảm nhận được những cái giây phút vừa rồi rất là dễ thương. Và bây giờ là đến lúc đưa ra quyết định của mình. Ở bên cái ghế của tụi em đều có hai cái nút bấm. Nếu như mình cảm thấy là mình thích, mình muốn kết duyên đây là để mà tìm hiểu á, với cái bạn ở ghế màu nào thì mình cứ bấm vào cái nút màu đó. Rồi mời Đạt. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn hãy đặt tay lên nút bấm của mình, hướng mặt ra trước và hãy nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Hỏi hai bạn là có thích người con trai kiểu quá cơ bắp hay không? Tại vì mục tiêu của mình cũng hướng tới là vạm vỡ hơn body bây giờ. Nhưng mà cái gu của em nó kiểu nó thiên về hơi kiểu vừa vặn thôi chứ không phải cơ hết á, em bị sợ. 4 Em nghĩ thì nếu mà yêu thương nhau thật lòng thì em trả tiền, nhưng mà em hết thì em xin. Cứ mình cứ thật thà với nhau là dễ xong. Dạ không sao ạ, em có thể trả tiền. Giống như là thì hôm nay anh trả thì hôm sau em trả. 3 2 1 và bấm. Bấm rồi à? Hết thời gian. Hết thời gian.
sao hai cô gái của tôi không cô nào bấm vậy? Cái cô chị kia không bấm là đúng rồi. Cô tôi hiểu cô rồi, sao em lại không bấm? Dạ thì em cũng để ý một anh mà em cũng thấy hơi mông lung một tí. Mông lung vụ gì? Tại thấy hai bạn cũng không có chủ động lắm á. Có mà. Người ta bấm kịch kịch luôn rồi kìa chứ sao không có chủ động. Rồi, thôi được rồi. Nay đàn gái căng quá, tội nghiệp đàn trai tôi quá luôn á. Không có người đứng dậy tôi ôm một cái nhẹ nhàng để lấy hên nè. Đó. Trời ơi. Chỉ có đàn ông của mình thôi. Nghe nhịp đập con tim, lòng mình thôn thức. Anh muốn ta là của nhau. Cái gì vậy? Nào, cái gì vậy? Cái lộ giới tính vậy? Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời. Từng phút say tuyệt vời yêu. Không ai ôm thì mình sẽ tự ôm nha. Hai chàng trai của tôi bữa nay thiệt sự là quá tuyệt vời luôn á. Ủa rồi bó hoa giờ có tặng không? Dạ có chị. Tặng đi trước. Bây giờ tặng ai đó? Thì muốn tặng ai tặng? Cái gì lựa chọn của em lúc nãy thì em sẽ chọn bạn đó, thì sẽ tặng cho bạn. À rồi. Đúng rồi. Để tặng em nha. Em cảm ơn. Dĩ đó mà nỡ lần nào cũng chọn nhỏ thiệt tình luôn á. Dễ thương dễ sợ. Ví dụ hồi nãy mà em nói em có để ý người đó, giờ em nói thẳng luôn hết chương trình, em nói thẳng luôn đi. Là anh nào? Anh cơ bắp phải không? Anh thích cơ bắp xong vô bắp anh cơ bắp. Trời ơi mà từ chối người ta trên sóng truyền hình, thiệt tình người ta đã tặng hoa cho mình rồi. Thiệt. Nói chung là trong cuộc sống đôi lúc nó cái cơ hội nó tới thì mình nên nắm bắt quý vị ạ. Và đặc biệt là các bạn trẻ nữa thì các bạn cứ nên là dám yêu, dám nghĩ, dám làm. Thất bại lần này mình còn có những lần sau mà có gì đâu mà mình phải căng thẳng như vậy. Đúng không quý vị? Tường xin thay mặt chương trình nè, chúc cho tụi em nè, thứ nhất là được nhiều sức khỏe. Nhất là tụi em đang còn trẻ, mình đang còn phấn đấu trong cái sự nghiệp thì sẽ sớm tìm được ổn định cái sự nghiệp của mình, phát triển cái sự nghiệp của mình. Rồi khi nào cái tình duyên nó tới thì tụi em sẽ có được một cái người như ý muốn nha. Rồi, chúc cho các bạn cũng vậy nhé, sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình, luôn luôn xinh đẹp, rạng rỡ. Kính thưa quý vị, là bây giờ thì các Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn đó là một phần cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có chứa MSG, không có chất bảo quản. Những cặp đôi không thành công, các bạn đừng lo, bởi vì chương trình cũng sẽ dành cho các bạn một phần quà, đó là gói premium của ứng dụng sắp ra mắt mang tên Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, nghiêm túc, thân thiện, giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Và trong cái ứng dụng này thì cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối rất là duyên dáng nhé. Các bạn hãy đón chờ ứng dụng an toàn, văn minh, thân thiện này để tìm kiếm một nửa yêu thương của mình nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 trên kênh YouTube MTV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Bye bye.